chương một báo thù thiếu niên bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com mùa đông ban đêm tự hồ đặc biệt hắc ám nhưng mà tối nay lại là đèn đuốc sáng trưng không khác chỉ vì tối nay là giao thừa bất quá đến rạng sáng hai ba điểm lúc huyên náo thế giới từ lâu yên tĩnh lại hàng phong phất qua đại địa dập tắt mọi người một nhà đoạn tụ nhiệt liệt lại dập tắt không được cái kia một trận báo thù hừng hực liệt hỏa âm u dưới bầu trời một chỗ bị tường vây vần quanh nông gia trong tiểu viện, một tòa kịch liệt thiêu đốt ba tầng nông thôn lầu nhỏ trước, hai mắt trống rỗng, mặt xám như cho la trường phong, ngửa đầu kinh ngạc nhìn xem bị ngọn lửa chiếu đỏ bầu trời đêm. Đại hỏa nướng bỏng hắn thân thể, lại không cách nào cho hắn viên kia lạnh buốt tâm mang đến một tia nhiệt độ. Trận này đại hỏa, thiêu hủy cừu nhân dết cha thi thể, cũng thiêu hủy la trường phong tương lai. Có lẽ, tại hắn tận mắt nhìn thấy sóng nương tựa lẫn nhau phụ thân, bị cựu nhân hại chết một khắc này, liền đã không có tương lai. Mẫu thân của La Trường Phong tại hắn còn chưa đầy tuổi tròn lúc liền bởi vì bệnh qua đời, dựa vào trung thực phụ thân trồng trọt làm linh hoạt nuôi lớn. Mười năm trước, phụ thân bởi vì đất cày bị cùng thôn thôn dân xâm chiếm một bộ phận, tiến đến tìm người nhà kia lý luận, kết quả phát sinh xung đột. Phụ thân của La Trường Phong chỉ có một người, đối phương lại là ba huynh đệ, nguyên bản phụ thân của La Trường Phong là không muốn cùng bọn họ động thủ nhưng đối phương khi dễ la trường phong phụ thân lẻ loi một mình, trong nhà chỉ có một cái tám tuổi lên tiểu học nhi tử, thái độ mười phần ngang ngược, lớn tiếng coi như chiếm nhà ngươi ngươi lại có thể như thế nào. La trường phong phụ thân không cam lòng, mở miệng mắng người nhà kia một câu, lập tức dẫn tới đối phương ba huynh để vây đánh. Tại ẩu đã bên trong, la trường phong phụ thân đã thương đối phương hai người, mình lại vô ý bị đẩy ngã tại đá mài bên trên, tại chỗ đâm chết, đây hết thảy, đều bị tám tuổi La Trường Phong tận mắt nhìn thấy. Ba huynh đệ bị cảnh sát mang đi, nhưng bởi vì là ẩu đã vừa ý bên ngoài gây nên người tử vong, cũng không phải là cố ý giết người, đi qua thẩm phán, ba huynh đệ phân biệt bị phán xử tù có thời hạn 12 năm, 8 năm, 6 năm lẻ 6 tháng, bổ sung dân sự bồi thường 21 vạn. Pháp luật là công chính, đối với tư pháp bộ môn đến nói, hung thủ đã dựa theo pháp luật quy định chịu trừng phạt, bọn họ thực hiện chức trách của mình, giữ gìn luật pháp uy nghiêm. Có thể đối nho nhỏ là trường phong đến nói, phụ thân tính mệnh cùng đối phương nhận trừng phạt, hiển nhiên cũng không ngang nhau, hạt giống cừu hận tại tuổi nhỏ là trường phong nội tâm mọc rễ nảy mầm. La Trường Phong mặc dù cầm tới 21 vạn dân sự bồi thường, nhưng hắn yên nguyên tiếng cô nhi viện, từ đây trở thành một cái không cha không mẹ, không chỗ nương tự cô nhi. Trong 10 năm, người nhà kia ngồi tù ba huynh để lần lượt ra ngục, bị phán 12 năm người kia cũng bởi vì tại ngục mà biểu hiện tốt đẹp mà bị giảm hình phạt, chỉ ngồi hơn 10 năm liền ra ngục. Phụ thân sau khi chết, La Trường Phong yên nguyên như thường lệ đi học, tốt nghiệp trung học về sau, liền không lại đọc sách, mà là lấy thiếu niên chi thân tiến vào xã hội, làm việc vặt sống qua ngày, lại lẳng lặng chờ báo thù thời cơ đến. Tại lão sư đồng học trong mắt, hắn là một cái trầm mặc ít nói, không có gì tồn tại cảm thiếu niên, tại đốc công trong mắt, hắn là một cái tê liệt, nhẫn nhục chịu đựng cộng tác viên, chỉ có chính hắn biết, trong lòng của hắn ẩn tàng thứ gì. Chờ đợi 10 năm la trường phong, rốt cục như ẩn núp đã lâu như độc xà xuất động, giao thừa, ba huynh đệ đoàn tụ, ăn một bữa bữa cơm đoàn viên, bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn 4 giờ. Trong phòng, là liệt tử nồi lẩu, lửa nóng ấm áp, ngoài phòng, là gió lạnh như đau, trái tim băng giá. La Trường Phong rất có tính nhẫn nại, hắn đã đợi 10 năm, không kém ngần ấy thời gian, Cuối cùng, ba huynh đệ đều uống nhiều. Nông thôn sân nhỏ, nói thật ra, đồng thời không có trong thành quan được như vậy chết, chỉ cần có lòng, cái kia đều có thể tìm tới chạm vào đi địa phương. Uống say ba huynh đệ bị chạm vào đi la trường phong lấy một thanh đao mổ heo đưa tiễn địa ngục, lập tức lấy chuẩn bị kỹ càng xăng, nhóm lửa nhà này lầu nhỏ. La trường phong biết mình phạm tội chết, hắn cũng không nghĩ tới muốn trốn, nếu là tại 20 năm trước, chạy trốn còn có thể sống sót, chuyển sang nơi khác, thay cái thân phận, lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng hôm nay thời đại này, căn bản không thể trốn đi đâu được. Bên ngoài sân nhỏ, bị đại hỏa kinh động thôn dân vây quanh ở cổng, nhìn xem trên thân dính đầy máu tươi thiếu niên nghị luận ầm ĩ, nơi xa đã có tiếng còi cảnh sát xa xa truyền đến. Trời u ám, không gặp một tia ánh sao trên trời, một đoàn lóe ra ngũ thải nhan sắc ánh sáng đột ngột trống rỗng xuất hiện. Ngửa đầu nhìn trời, mặt không biểu tình la trường phong hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, trong mắt vẫn là một mảnh màu cho tàn, không có bất kỳ cái gì thần thái. Có lẽ, tư duy cơ hồ lâm vào đình trệ la trường phong, ngay cả hiếu kỳ cảm xúc đều đã đã không còn đi. Nhưng chậm rãi, la trường phong con người có chút co vào, bởi vì hắn phát hiện, đoàn kia ngũ thải quan mang lại công bằng đối với mình rơi rụng xuống. Tại suy nghĩ của hắn còn chưa khôi phục vận chuyển lúc, đoàn kia ngũ thải quan mang thẳng tắp rơi vào đỉnh đầu hắn, từ hắn trên đỉnh đầu chui vào hắn thân thể. La trường phong mắt tối sầm lại, như vậy đã hôn mê. Mặt đất bao la, vạn dặm tuyết bay. Rụng sạch diệp tử trên cây, treo đầy lông xù, sáng lóng lánh ngân đầu, đông hạ thường thanh cây tùng cùng bách thụ, chất đầy xỏa tung lỏng, trữ nặng tuyết cầu. Đây là một mảnh không hề giấu chân người chân núi, một chuyến hơn 10 người từ Nam đạp tuyết mà đến, đang chuẩn bị lên núi. Đây là một đám người thật kỳ quái, trên người bọn họ xuyên, là vải xám trường bào, nhìn qua có chút cồng kềnh, hiển nhiên là bên trong mặt chống lạnh áo bông. Một chuyến hơn 10 người từng cái trên đầu trân bóng, chỉ có sau đầu biên một đầu tiền tại đuôi chuột biện, thoáng có chút lịch sử thường thức đều biết, loại này kiểu tóc hoa hạ trong lịch sử chỉ có mãn thanh mới có thể lưu, mà lại là giai đoạn trước, thanh triều hậu kỳ dần dần phát triển thành âm dương đầu cùng đuôi trâu biện. Đi tại người đi đường này phía trước, là một người mặc lam nhạc quần áo, tướng mạo nho nhã tuấn giật, nhìn qua liền giống như một văn sĩ nam tử trung niên. Đi được một lát, chỉ gặp một nhìn qua chừng hai mươi, đầy mặt điêu luyện chi khí thanh niên chính bước nhanh chạy tới, hắn bôn tẩu ở giữa đi lại vững vàng, tuyết động cơ hồ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là phía trước mở đường huynh đệ, cầm đầu trung niên nhân thấy người kia vội vàng chạy tới, đi mau mấy bước nghênh đón tiếp lấy, dò hỏi. Chuyện gì trở về? Người kia ông quyền nói hồi bẩm tổng đà chủ có thuộc hạ phía trước trong rừng phát hiện một cái hôn mê thiếu niên hắn quần áo quái dị trên quần áo có vết máu nhìn đầu phát dường như cái tăng nhân được xưng là tổng đà chủ trung niên sắc mặt biến hóa trịnh trọng mấy phần phía trước dẫn đường mang ta đi nhìn xem đúng lập tức một đoàn người tăng tốc bước chân đi theo thanh niên kia đi tới một mảnh rừng tùng bên trong quả nhiên nhìn thấy một người nằm nghiêng tại cái kia hai mắt nhắm nghiền bờ môi bởi vì rét lạnh có chút phát tím. Trên người hắn quần áo hoàn toàn chính xác 10 phần quái dị, thân trên một kiện giày đặc áo đen, quần áo đằng sau còn mang theo một cái mũ trùm, hạ thân một đầu không biết làm bằng vật liệu gì màu đen quần, trên chân thì là một đôi chưa bao giờ thấy qua đen giày. Tổng đa chủ không biết mặc đồ này gọi áo lông, quần jean, giày thể thao, nhưng hắn phát hiện, thiếu niên này trước ngực quả nhiên có ngưng kết cục máu. Mặc dù huyết dịch ngưng kết sau là màu đen, dính tại áo đen bên trên nhìn không ra, nhưng cái kia cục máu lại là hết sức rõ ràng. Cái kia hôn mê thiếu niên nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng, tướng mạo cũng là đoan chính, chỉ là trên đầu chỉ có một tầng thật mỏng tóc, sau đầu đồng thời không đuôi chuột biện. Ở đời sau, loại này kiểu tóc được xưng là tròn tất, nhưng tại thời đại này, tự nhiên là chỉ có hòa thượng mới có thể cạo loại này đầu, có khi hòa thượng cạo đầu trễ, liền sẽ mọc ra như thế một tầng tóc. Tổng đa chủ lấy tay đặt tại thiếu niên thủ đoạn mạch đập tinh tế cảm ứng, sau một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, đối với sau lưng thủ hạ nói. Cổng lên hắn, trước tiên đem hắn mang về làng lại nói. Đúng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.